hay là cây số 6. Số 6 ngày 7 tháng 10. Chuyên ngành đầy đủ các chú các bác. Bởi vì để cái nhánh này bên đây để mình chơi một cái tiểu cảnh nhỏ bên đây. Đó. Như phụ tử gì đó, cái chi này mình chơi như chi phụ. Nó chi tử, chi này chi phụ. Đó mình tạo một cái tiểu cảnh nhỏ bên đây. Đây là đế cắt lực nha. Thông số. Xù nghe các chú bác, đây là cái cục. Đây cục xù đây, nó nu xù. Cây mai này xù nghe các chú bác mà chia cành đầy đủ nha. Bốn mươi đi rồi. Đầu cổ rễ là 105 nha. Rồi đó. Cao nhiêu hết kỳ thước các chú bác ơi, tổng chiều cao hết kỳ thước. Cái này mình vô cho 7 các chú các bác, 7-8 thì được rồi. Nếu cho 7 thì mình hát chậu rồi đó. Rồi coi nè, em giao luôn các chú các bác giá 17 triệu. 17 triệu. Coi số 6. Coi số 6 vài ngày số. Coi số 6 ngày 7 tháng 10 giao luôn các chú các bác giá 17 triệu. Rồi đổi thôi. Đến nôm rất sâu các chú các bác. Đổi thôi. Coi số 6 cũng giá 17 triệu. Tiếp tục. Coi số 7. Đây phôi số 7. Cũng không sai các chú các bác. Không sai lùng lực nha. Phôi số 7. Hoành thân 30. Phôi này em giao lưu các chú các bác giá 2,5 triệu. Phôi số 7. Chiều cao 70. Cao 70. Rồi. Thôi số 7. Ngày 7 tháng 10. Giao lưu các chú bác giá 2,5 triệu. Đổi thôi. Hạ sau lưng. Thôi số 8. Đây phôi này đế cái nôm đều hết nha các chú các bác. Đây đế đều hết nha. Nhưng mà phôi mai con này cũng là phôi mai xù nha các chú các bác. Xù nít. Cái này nó xù khoảng 20% thôi. Cái phôi này đây mình cắt lại xuống đây cũng được. Nó rất hay. Còn không để gì cũng được. Nó mình cắt hay nha chú các bác. Rất hay cái cây nha. Để thì chỉ thích cắt chú các bác. Muốn xử lý sao xử lý tùy. 36 hoành thân. Rồi. Củ đế nôm đều nha, đặt ngang các chú các bác. Tổng chiều cao là 79. Thôi số 8 này em giao lưu các chú các bác giá 4 triệu. 4 triệu. Thôi số 8 có giá 4 triệu. Rồi đổi thôi. Tiếp tục là thôi số 9. Thôi số 9 là một thôi cuối. Tiếp thầy ơi. Thôi. Coi số 9. Ừ.
rất có duyên chỗ này nha. Đây. Cây này á, thì để gì để tùy các chú bác, còn không cắt đây nha các chú bác, cắt một lại xuống đây chút. Đó. Còn không thì các chú các bác cũng để gì thì để tùy. Rồi. Xong số. Ba mươi chín Hoàng Thanh. Rồi. Rồi tôi quyết định giao luôn các chú các bác giá 5 triệu. 5 triệu. Nó rất khéo chỗ này hả chú các bác. Đọc số điện thoại. Số điện thoại là 0984307139. Lắc vòng à. Lắc. Coi số 9 là thôi tôi quyết em giao luôn các chú các bác. Rồi. Đổi thôi. Coi số 9. Thôi số 10 cũng là thôi chú quý gắt chú ra bán cho gì em. Thôi số 10. Thôi số 10 cũng là thôi chú quý. Đi gần gắt đều đế gắt đều các chú các bác. Rồi thông số đi anh ơi. Này mình tạo dáng vui thê các chú các bác đây. Ba mươi ba Hoàng Thanh. Chào. Một mét đúng các chú các ơi. Coi tôi quý số 10 này em giao lưu các chú các bác giá 5 triệu. 5 triệu. Rồi. Đổi thôi. Hôm nay em giao lưu các chú bác và anh chị em có 10 thôi. Hẹn gặp lại tiếp sau. Cảm ơn các chú bác và anh chị em. Thành thật cảm ơn các chú bác và anh chị em. Mến chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.